Ừ. À, đây là cái bộ công cụ mà chuyên nghiệp để chúng ta có thể là điều chỉnh màu sắc cũng như là chỉnh màu hình ảnh. Và thông thường là những cái studio về quảng cáo hoặc là studio về chụp ảnh cưới á, họ cũng dùng cái bộ công cụ này rất là nhiều để họ có thể là chỉnh sửa hình ảnh của hình cưới và vân vân rất là nhiều, thì trong cái bộ công cụ này có hết. Thì đây là mình vào cái menu email này, sau mình chọn là cái công cụ là adjustment, và trong đó trong này nó có rất là nhiều những cái công cụ khác nhau và con có thể là khai thác những cái công cụ này. Đầu tiên là con thấy là đây là level nhá, đây là controller, rồi mình sẽ bấm cái tắt của nó là sẽ hiện lên, và đây là cái công cụ chỉnh độ sáng tối cho toàn bộ hình ảnh, nghĩa là trên cái bức hình này có cái nào sáng tối là nó chỉnh hết, nó sáng hết, nghĩa là nó sáng là sáng đều, tối là tối đều. Đó là công cụ level Cái này control. Ok. Ơi sao con? Công cụ thứ hai cũng là độ chỉnh nhưng mà nó là control M Q này này. Là cái control M này này nó rất là hay ở chỗ là nó chỉnh theo cái độ sáng trên ảnh. Ví dụ như là cái chỗ nào sáng thì nó tăng, gọi là tăng sắc độ chứ nó không phải là tăng toàn bộ hình ảnh. Đó, nghĩa là nó tăng sắc độ sáng của từng cái điểm, nó bắt từ cái điểm sáng sáng nhất để bắt đầu nó tăng lên theo cái góc độ khác nhau. Đó, nghĩa là và khi mình dùng công cụ này thì cái độ sáng của hình ảnh nó trở nên rực rỡ hơn, nó không có bị sáng đục sáng mờ giống như công cụ vừa rồi đó nha. Đó là, và thông thường những hình ảnh này là mình hay ví dụ như là người ta hay đi chụp ảnh về ban đêm hoặc là hay chụp ảnh mà thiếu sáng thì chúng ta dùng cái công cụ này chúng ta tăng cái độ sáng lên control đó. Và cái công cụ nữa chúng ta sẽ đến nữa đó, tại đây đây là cái công cụ control U này à. Control U này là công cụ chúng ta có thể là chỉnh màu, thay đổi màu sắc của cái vật phẩm của mình muốn chỉnh đó. Thì thấy đây là cái công cụ mình sẽ chỉnh cái xe này thành màu vàng hay là màu khác, được chưa? Đây là công cụ của control L, control U. À, control U. Thì khi mình dùng công cụ này ở đây nó có ba cái thanh thước này. Đầu tiên là cái thanh ánh sáng hòa trộn của nhiều màu. Thanh thứ hai là cái độ tương phản của màu đỏ, và cuối cùng là cái độ sáng tối cho cái màu mình đã chọn. Đây. Và trong cái thanh cái mục mà master này này. Là đây nó có những cái màu. Ví dụ như là con muốn chỉnh mỗi màu đỏ thôi thì con chọn màu đỏ. Con chỉnh mỗi màu, trên cái hình đó nó có màu vàng thôi thì mình sẽ chỉnh mỗi màu vàng thôi. Ví dụ chiếc xe này màu đỏ thì mình chọn màu đỏ, sau đó mình sẽ chỉnh. Đó, mình chỉnh màu đỏ thì nó thành màu hồng, thấy chưa? Con thấy xe màu hồng chưa? À, bắt đầu bây giờ muốn chỉnh màu vàng đó, màu xanh dương nè. Bắt đầu xuống nữa nè, màu xanh 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 nhạt hơn nè. Đó, và mình chưa thấy màu vàng thì mình kéo qua đây coi thử kiếm màu vàng. Đó, màu cam này. Vàng tươi đúng không? Vàng tươi, vàng. Oh, vàng. Và màu xanh lá. Đó, không thấy hay không? Đó. Màu xanh xanh ngọc quýt. Đó, đây là cách chúng ta có thể chuyển màu một cái xe. Ví dụ như con muốn màu nhiều vàng rực rỡ. Tại đây, xe màu vàng. Còn nếu mà con muốn nó rực rỡ hơn một tí nữa thì con để ý hai cái khung, hai cái thanh ở dưới. Con có thể chỉnh thêm. Đây, vàng vàng hơn này. Đây, màu trắng hơn. Đó. Nghĩa là mình đã tạo được một chiếc xe màu khác, màu vàng. Ừ. Rồi, đấy. Đấy. Chúng ta enter cái là chúng ta có màu vàng. Là chiếc xe hiện tại bây giờ nó đã là màu vàng. Ngoài ra nhớ là những trong này nó có rất là nhiều những cái công cụ khác mà chúng ta hay dùng. À. Và chú Hải hay dùng cái công cụ này này. Gọi là để mà nó làm cho sắc nét cái ảnh, và nó bao gồm tất cả công cụ khác luôn. Nó bao gồm cả thứ nhất là tăng độ sáng, độ đậm, độ nét và độ sâu sắc của hình ảnh, nhưng mà nó không chỉnh màu nhé. Chỉnh màu thì con có thể là dùng hai cái công cụ chỉnh màu là Ctrl U hay là Ctrl V đây, hoặc là Color Blending này, đó là Ctrl B và Ctrl U. Đây là hai cái công cụ chúng ta có thể chỉnh màu. À, cái này mà con cứ thao tác á, nghĩa là trong cái bảng này con có thể là việc con test thực hành, nghĩa là bắt đầu tự mình chỉnh, sau đó tự mình cảm nhận được là cái mục đích và mình sử dụng cái công cụ nào đó.
Ví dụ như là chú Hải hay dùng cái công cụ để chỉnh sáng tối, và thông thường bây giờ chỉnh sáng tối thì chú Hải không dùng cái hai cái controller controller này nữa. Nếu có thì con có thể test, nhưng mà mình dùng cái công cụ này nó bao gồm cả hai rồi và nó rất là đẹp chuyên nghiệp. Ví dụ ở đây giờ chú Hải chọn nó nha, Bright Contrast nha. Đó. Thì là nó chỉ đơn giản hai cái thanh này thôi. Và cái này mình tăng cái độ rực rỡ cho cái hình. Thấy không? Nó tăng độ rực rỡ cho cái hình. Nó rực sáng lên luôn. Đó. Và cái hình và cái thanh contrast ở dưới là nó tạo cái độ sắc nét cho cái ảnh, độ sâu sắc hơn cho cái ảnh. Còn thấy không? Nghĩa là khi mình kéo xuống là cái ảnh nó rất là mờ mờ, nhưng mà không kéo tối đa lên, cơ bản chỉnh lên thì cái hình nó trở nên rất là sắc nét, thấy không? Và cái thanh ở trên này chúng ta có thể là chọn bộ tăng càng cao thì độ sáng càng cao. Đó mới làm cho cái xe được cỡ như này. Đó, đây là lệnh mới nhá, lệnh mới chúng ta sẽ dùng thường xuyên trong lệnh này để chúng ta xử lý hình ảnh khi mà chúng ta dùng trong các website hoặc là trong các cái hình ảnh mà khách hàng họ gửi qua mà nó trở nên mờ mờ á, thì chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta chỉnh công cụ này, chúng ta chỉnh để mà tăng cái độ sáng, cái độ rực rỡ cho hình ảnh sản phẩm. Ví dụ sau này như qua bên cậu có những cái bức ảnh về chiếc thuyền chẳng hạn, nhưng mà lỡ chụp nó thiếu sáng thì công việc mình làm sao để tăng cái độ sáng lên, tăng cái độ đậm lên và tăng cái độ sâu cho rực rỡ cho cái hình sản phẩm của mình. Yeah.